Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Ngày hôm nay trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta cài đặt cái panel Darkroom ở trên Windows và MacBook, cũng như là cái cách để chúng ta kích hoạt bản quyền, cũng như là cài đặt cái phần đường dẫn cho cái data tài nguyên ghép ảnh nha. Rồi để cài đặt cái panel Darkroom ở trên cái máy tính Windows thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên hãy đảm bảo là đã tắt cái Photoshop nhé. Đây, Photoshop ở đây của mình đang chạy này. Các bạn click chuột phải và chọn Close để chúng ta tắt đi. Đảm bảo là nó đã tắt như thế này rồi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy cái file cài đặt. Click vô. Rồi, sẽ ở một số cái PC thì nó sẽ hiện cái bảng như thế này. Thì các bạn sẽ có thể màu đỏ hoặc màu xanh kiểu như thế. Các bạn sẽ nhấn vào cái nút More Info và chọn là Run Anyway nha. Rồi, tiếp theo nó sẽ hiện cái bảng để cho các bạn chọn ngôn ngữ. Các bạn có thể để tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Mặc định như là tiếng Anh, các bạn có thể chuyển sang tiếng Việt nha. Nhấn OK. Rồi, thì đây là tới cái trình cài đặt rồi. Mình đã làm mọi thứ tự động, các bạn dễ lắm. Các bạn chỉ cần nhấn nút Tiếp, nhấn vào Tôi chấp nhận thỏa thuận. Nếu các bạn có thời gian thì kéo xuống đọc hết những cái điều khoản chung, những cái thỏa thuận mà mình đã viết sẵn nhé. Và nhấn Tiếp và nhấn nút cài đặt. Rồi, thì bây giờ thì Darkroom nó sẽ được tự động cài đặt vào trong Photoshop của các bạn. Các bạn không cần phải làm gì cả, chúng ta chỉ cần ngồi chờ thôi. Rồi, sau khi cài xong rồi thì nó sẽ hiện lên cái bảng như thế này nha. Và chúng ta nhấn hoàn thành. Là như vậy là chúng ta đã cài xong rồi đó. Bây giờ các bạn có thể khởi động Photoshop này. Và nên nhớ giúp mình, cái phiên bản Darkroom này thì nó sẽ hoạt động với lại Photoshop 2019 trở lên nha. Và tốt nhất là không nên dùng cho Photoshop bản beta, bản dùng thử đó. Tại vì nó không ổn định, cho nên chúng ta hãy cài đặt và sử dụng ở trên những cái phiên bản gọi là chính thức nha. Các bạn cài sử dụng trên bản Photoshop Crack cũng được, không sao đâu, không cần phải là bản quyền đâu. Rồi, sau khi đã khởi động Photoshop xong, các bạn sẽ vào menu Windows và chọn là Extension và mở vào cái Darkroom này nha. Rồi thì bây giờ cái panel Darkroom nó sẽ được tự động khởi động. Ở trong quá trình khởi động này thì tùy máy hoặc là tùy tình trạng của cái đường truyền mạng thì nó sẽ khởi động. Có thể hơi mất khoảng chừng cỡ 20-30 giây. Rồi, sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ có sẵn cái panel Darkroom ở đây rồi. Các bạn có thể click vào cái logo này để chúng ta di chuyển tới bất kỳ vị trí nào mà các bạn muốn. Thông thường thì mình để nằm nó trên cùng ở trên này cho nó dễ ha. Đó, click ra thì chúng ta sẽ sử dụng. Nếu như cái của bạn nó bị rộng quá như thế này thì chúng ta có thể tùy chỉnh lại cái kích thước sao cho nó hợp lý đối với cá nhân của các bạn nhé. Rồi, đối với lại MacBook thì sau khi các bạn tải về, các bạn nhấn đôi vào để chạy nó nhé. Khi nó hiện cái bảng báo lỗi này thì chúng ta sẽ vào trong cái icon là hình quả táo góc trên cùng bên trái đó và chọn là System Setting. Có nghĩa là tùy chọn hệ thống đó, tùy chỉnh hệ thống. Sau đó các bạn sẽ vào cái mục có tên là Dịch Privacy and Security. Ở phiên bản cũ thì nó có tên là Security and Privacy, hơi ngược lại tí, hoặc là bảo mật và quyền riêng tư. Sau đó các bạn kéo xuống dưới và chúng ta nhấn vào cái dòng là Open Anyway ở đây này, cái nút Open Anyway cho cái mục Darkroom này nha. Nhấn Open Anyway và các bạn sẽ nhập cái mật khẩu của máy tính vô và nhấn cho phép chạy nha. Sau đó thì cái trình cài đặt nó sẽ tự động nó hiện lên như thế này. Chúng ta nhấn Open đó để chạy nó. Ở đây thì chúng ta đơn giản thôi, cứ continue liên tục thôi. Nhưng mà nhớ giúp mình nha là phải tắt Photoshop trước đó. Nếu nó đang có cái hiện cái dấu màu trắng ở phía dưới của cái app á thì có nghĩa là nó đang chạy nha. Chúng ta phải đảm bảo là không còn cái dấu màu trắng đó nữa, có nghĩa là không chạy nữa. Thì chúng ta sẽ nhấn continue liên tục ở trong cái bảng cài đặt. Ở đây thì cũng vậy thôi, kéo xuống coi lại cái những cái chính sách của mình ha. Nhấn continue và agree. Sau đó chúng ta nhấn install để cài đặt. Ở đây các bạn sẽ nhập cái mật khẩu máy tính vô nha và nhấn install và nó sẽ tự động nó chạy như thế này thôi. Đó, thì đây các bạn chỉ cần chờ cho nó chạy là xong thôi, cũng không có gì gọi là phức tạp cả. Và nhấn close. Rồi, nhấn keep nha. Rồi, trong trường hợp mà các bạn sử dụng là cái MacBook Intel thì các bạn không cần làm gì thêm, có thể mở Photoshop luôn. Còn nếu như các bạn đang sử dụng một cái máy sử dụng chip M1, M2 kiểu như mình này. Đó, thì mình đang sử dụng là chip M1 ha. Thì chúng ta sẽ phải làm thêm một bước, đó là chúng ta sẽ chạy Photoshop qua Rosetta. Bằng cách các bạn sẽ vào thư mục Application là ứng dụng đó. Sau đó các bạn sẽ vào thư mục Photoshop. Nhớ nha, cái ngoài này là thư mục nha, đây là thư mục. Ha, chúng ta vào trong nó, nhấn đôi, mở nó ra và click chuột phải vào cái app Photoshop này và chọn là Get Info, tiếng Việt là lấy thông tin nha. Sau đó ở cái bảng này thì các bạn hãy tích vào cái Open Using Rosetta, có nghĩa là chạy mở với Rosetta đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy khởi động Photoshop và chúng ta vào tương tự giống như là bên Win luôn nha.
Rồi sau khi mở giao diện Photoshop rồi, chúng ta hãy vào menu Windows, chọn là Extension và chọn là Darkroom. Rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần việc chờ cho Darkroom nó khởi động thôi là xong rồi. Sau khi nó khởi động xong thì chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng được bình thường. Ok, tiếp theo để thiết lập cái mục data để chúng ta có thể sử dụng được cái phần tài nguyên ghép ảnh này ở trong mục tùy chỉnh này, thì ở trên cái đường dẫn khi mà các bạn mua thì mình đều đưa cho bạn hai cái thư mục. Đầu tiên là cái data gọi là basic, là bao gồm cả typo và đâu rồi đây, đây những cái thư mục hiện tại nha, thì mình đang có thư mục là basic và full. Cái full này thì nó sẽ có cái dung lượng là 9GB. Ở trong này thì nó sẽ bao gồm tất cả những cái gì có ở trong các panel của mình, ví dụ như là chữ nghệ thuật này, typo này, nền ghép ảnh, lớp phủ hiệu ứng, quần áo, phụ kiện, chi tiết cơ thể. Cái này thì sẽ dành cho tất cả những bạn mà chúng ta muốn sử dụng cái panel này, đặc biệt là sử dụng cho chỉnh ảnh thể, ảnh thờ, thì chúng ta mới nên tải hết tất cả mọi thứ ha, tại vì nó rất là nặng nha. Còn nếu như chúng ta gọi là nhiếp ảnh thông thường thôi, các bạn chụp studio cưới hoặc là chụp kỷ yếu, chụp chân dung kiểu như thế, thì chúng ta chỉ cần tải cái basic thôi. Cái basic này thì nó sẽ bao gồm là cái chữ nghệ thuật này và cái thay mây, là cái phần mây trời đó, nếu các bạn muốn bổ sung thêm cái mây trời. Thì đó, thì các bạn có thể chỉ cần chọn một trong hai thôi. Ở trên máy này thì mặc định mình đã tải sẵn cái Darkroom là bản basic là hơn 2GB. Rồi chúng ta sẽ giải nén nó, click chuột phải, chọn Show More Option, rồi extract ra cái thư mục là cái thư mục data nha. Rồi, sau khi giải nén xong thì chúng ta sẽ có cái thư mục data như thế này nha. Data này, ở trong này thì nó sẽ có cái folder là chữ nghệ thuật và thay mây. Thì các bạn sẽ copy hoặc là cut luôn, đưa di chuyển cái thư mục data này tới một cái vị trí nào đó cố định ha, cố định, và chúng ta sẽ không đụng tới nó nữa kể cả sau này. Thì ở đây thì ở trong máy của mình đã để sẵn một cái là cái phiên bản full rồi, ở trong này thì mình đầy đủ hết luôn, mình đang để ở trong ổ D. Trường hợp các bạn muốn chuyển sang ổ E cũng được, ví dụ như mình muốn chuyển nó sang ổ E đi, đó thì mình sẽ paste cái thư mục basic hồi nãy mình đưa vào ổ E của mình. Thì trong này thì mình sẽ mặc định nó là không có xóa hay là thay đổi đường dẫn hay là thay đổi tên gọi hay là như thế nào đó đối với cái data này nha, bởi vì cái panel nó sẽ thay các bạn vào trong cái những cái thư mục này và lấy cái file ra ha, lấy cái file ra đó, cho nên là nếu như chúng ta thay đổi đường dẫn hoặc là thay đổi tên thì nó sẽ bị lỗi nha. Một cái lưu ý là chúng ta không nên để cái tên thư mục cha của nó hoặc là tên thư mục cái ổ đĩa là file có dấu nha, không nên đặt là có dấu nha, chúng ta cứ để mặc định thôi, chứ nếu có dấu thì hay nó bị lỗi lắm. Rồi, ở trong này sau khi các bạn đã copy cái thư mục data rồi, chúng ta hãy vào cái panel này, vào phần tùy chỉnh, ở trong cái phần đường dẫn thư mục tài nguyên các bạn nhấn nút chọn nha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ chọn nó tới cái thư mục mà lưu cái data, như hồi nãy mình lưu trong ổ E này, và có cái là data Lightroom, này, click vô. Làm sao đó để các bạn thấy được nguyên một đống cái folder những cái tài nguyên mà chúng ta cần sử dụng nha. Đây chúng ta sẽ thấy cái folder chữ nghệ thuật và thay mây như thế này là ok, và các bạn sẽ chọn là select folder nha, thì nó sẽ có cái tên thư mục này, đường dẫn là E, Darkroom Data Basic, như thế này là ok. Sau đó các bạn có thể sử dụng những cái tài nguyên chữ ghép ảnh rồi, ví dụ như là typo độc quyền này, click vô đó, chọn thôi, ví dụ như là tình cảm này, mình chọn cái này đó, ok. Và mình sẽ để nó vào vị trí, nhấn Enter là xong ha. Rồi thì đó là cái cách để các bạn có thể thao tác được. Ví dụ sau này các bạn muốn chuyển sang là full nhỉ, như vậy thì các bạn có thể tải lại cái data full, rồi sau đó các bạn chọn lại, làm thao tác giải nén tương tự như hồi nãy thôi. Sau đó quay trở lại cái thư mục full, ví dụ như mình đang để ở trong cái ổ D. Đây có data Lightroom này, full này, click vô nha. Nhớ chọn vào cái nhớ là các bạn phải chọn vào cái folder data full nha. Rồi chúng ta thấy những cái folder con như thế này, chi tiết cơ thể, chi hiệu ứng, lớp phủ hiệu ứng, các thứ đồ ha. Và chúng ta chọn select folder như thế này là xong. Mặc định khi mà các bạn cài đặt cái panel này ở lần đầu tiên trong mỗi cái máy tính á, thì các bạn sẽ có 14 ngày để chúng ta sử dụng miễn phí, trải nghiệm cái phần mềm Darkroom này ha. Sau đó hoặc là trong quá trình đó mà các bạn muốn kích hoạt bản quyền thì các bạn có thể mua ở trên cái website của mình, hoặc là nhắn tin ở trên fanpage thì mình cũng sẽ bán. Thì sau khi các bạn mua xong thì mình sẽ cấp cho các bạn một cái key, một key tương đối dài có nhiều ký tự đó. Thì để kích hoạt các bạn sẽ mở cái Photoshop, mở panel Darkroom nha. Sau đó các bạn cái qua cái tab là bản quyền, nếu như ở tiếng Anh thì nó là license nha. Đây license.
hoặc bản quyền Việt tiếng Việt, click vô. Ở đây thì nó sẽ có cái ô là khi kích hoạt cái bản quyền này thì các bạn sẽ nhập cái bản quyền, paste cái bản quyền nó vô đây ha. Ctrl V hoặc là Command V để chúng ta paste cái keyword, cái key đó vô đây nha. Sau khi xong rồi chúng ta sẽ nhấn nút kích hoạt, và chỉ cần nhấn một cái thôi thì cái panel nó sẽ tự động nó kích hoạt này và nó báo thành công, và chúng ta nhấn OK. Khi này thì Darkroom nó sẽ tự động nó load lại ha, nó khởi động lại cái panel và nó kích hoạt toàn bộ những cái tính năng đầy đủ cho các bạn ha. Rồi, ở đây thì nó đã báo là thời gian còn lại là vĩnh viễn rồi, bởi vì cái key của mình là key vĩnh viễn nha. Thì đó, đơn giản là như thế thôi, và chúng ta có thể sử dụng cái panel này theo cái khoảng thời gian mà các bạn mua. Như ở đây trường hợp này là vĩnh viễn thì các bạn có thể mua 6 tháng, 12 tháng hoặc là ít hơn, hoặc là những cái quãng thời gian gọi là nó tùy theo thời gian mà các bạn mua nha. Còn cái số lượng máy thì mặc định một key sau khi các bạn mua thì nó sẽ là một key này chúng ta có thể kích hoạt được trên một máy. Trường hợp mà các bạn muốn gọi là mua thêm máy, ví dụ như là chúng ta có hai máy chẳng hạn như vậy mà các bạn dùng song song, thì chúng ta có thể mua thêm cái slot cho cái key đó. Ví dụ như là các bạn mua một key là vĩnh viễn, là giá hiện tại là 2.499, thời gian tương lai thì có thể sẽ tăng. Thì cái thì lúc đó nếu như các bạn muốn mua thêm một máy, các bạn chỉ cần trả thêm là 500.000 thì chúng ta có thể sử dụng cái key đó cho một máy tiếp theo ha. Tương tự như vậy thôi, ví dụ các bạn mua key 6 tháng thì chúng ta chỉ cần trả thêm là 500.000 thì các bạn cũng sẽ sử dụng được hai máy. Và cái số tiền mà các bạn mua cái máy đó chỉ trả một lần thôi nha, duy nhất một lần thôi. Và cái key đó, ví dụ như là lúc đầu các bạn mua key là 6 tháng, hết 6 tháng các bạn muốn mua thêm thì các bạn chỉ cần nhắn tin cho mình và đưa cho mình cái key mà các bạn muốn kích hoạt thêm, thì chúng ta có thể gia hạn thêm 6 tháng nữa vào cái key đó, hoặc là 12 tháng nữa vào key đó, hoặc là kích hoạt cái key cũ đó thành vĩnh viễn luôn, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì tới cái số lượng máy cả. Ví dụ số lượng máy các bạn mua thêm là một máy, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng được cái key trên hai máy, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng được cái key đó trên hai máy luôn, chúng ta không cần phải mua thêm cái slot cộng máy đó nữa. Tối đa thì các bạn có thể mua là 5 máy nha. Rồi, 5 máy trên một key. Trường hợp ở trên một cái máy gọi là chúng ta đổi qua máy mới thì các bạn có thể nhấn vào cái nút gỡ mã khỏi thiết bị này thì nó sẽ trừ cái số lượng slot đang kích hoạt đó ra, và các bạn có thể sử dụng cái key đó ở trên một cái máy mới nha. Rồi, thì đó là cái cách chúng ta kích hoạt bản quyền cũng như là sử dụng cái số lượng máy, số lượng cái key đó ở trên máy như thế nào nha. Rồi, và đó là toàn bộ video. Nếu như các bạn cần thêm những cái sự hỗ trợ về panel Darkroom, hoặc là những vấn đề về Photoshop nói chung, hoặc là về vấn đề chỉnh ảnh, chụp hình, thì các bạn hãy nhắn tin cho mình ở trên fanpage Hoàng Phúc Photo nhé. Về cái panel này, nếu các bạn chưa sở hữu, các bạn có thể mua nó ở trên website store.hoangphucphoto.com để biết thêm thông tin. Rồi, chào các bạn, mình là Hoàng Phúc, từ Hoàng Phúc Photo. Đừng quên xem những video khác ở trên kênh YouTube của mình nhé. Bye bye.